Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán rất nhiều thương hiệu xe, đủ chủng loại từ xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp gấp. Có rất nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều cấu hình và có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và trong video này, shop tiếp tục giới thiệu tới bạn sản phẩm mới. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng Twitter. Vâng, những chiếc xe đạp carbon của hãng Twitter shop đã nhập về ngập kho. Có xe đạp đua, xe đạp địa hình và xe đạp touring có rất nhiều model, cũng như có nhiều cấu hình, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và chắc chắn sẽ có nhiều mức giá khác nhau để bạn lựa chọn. Trong video này thì shop giới thiệu và bán tới bạn có xe đạp địa hình. Đây là sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp Twitter. Những chiếc xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Redator và kẻ săn mồi, hay là Twitter Cyclone Pro voi rồng. Vâng, có rất nhiều và đủ size và từng màu sắc, từng model. Shop sẽ làm review chi tiết để bạn đến với shop, bạn thích chủng loại xe gì, bạn thích màu nào, vừa xe nào, đến với shop mua xe đạp online rất đơn giản và dễ đạt. Bởi vì shop sẽ làm review chi tiết từng chiếc xe, từng màu sắc để bạn xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, xin giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp đua Twitter Cyclone Pro voi rồng. Và đây là chiếc màu cam. Vâng, Twitter Cyclone Pro shop đang có ngập kho, có màu cam, màu vàng và màu đất sét, hay được gọi là màu xanh ghi. Còn màu ghi, màu đen đỏ và nha, cùng với hai size, đó là size 45 và size 418. Và trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn chiếc Twitter Cyclone Pro màu cam và thêm tem đen và ghi rất nổi bật. Và đây là sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Twitter shop đã nhập về. Twitter Cyclone Pro với cấu hình khung cảm cọc in bằng carbon. Và đây là sản phẩm mới từ hãng Twitter, được thiết kế kiểu dáng khung rất đẹp và bắt mắt, cùng với chất sơn bóng đẹp EPS Technology, công nghệ sản xuất ra chiếc khung cảm carbon này. Chiếc phuộc bằng carbon và chiếc phuộc làm rất to chắc chắn, nhìn như lực sĩ vậy, rất đồng điệu. Cáp âm khung Twitter Cyclone Pro. Yên sử dụng yên của hãng Retropec, yên mút bọc da PU, da chống nước, có rãnh thoáng ở đây. Phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng Twitter, cáp được âm trong tay lái và âm trong khung. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh chống bó của hãng Retropec. Và đây là cụm phanh đời mới nhất hiện nay bạn nha. Nó thiết kế dạng gần giống như phanh của 1.5, rất béo mập và chắc chắn, có cần gạt thay đổi nhanh độ căng của cáp. Các vành bánh sử dụng cỡ 700 với vành nhôm hai lớp cao 4 cm, tem phản quang của hãng Retropec, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp mê ơ bằng nhôm cắt CNC bi bậc đạn. Lốp sử dụng lốp Innova Pro 700x25 xe và tiêu chuẩn của xe đạp đua. Và chiếc Twitter Cyclone Pro này đang được trang bị bộ truyền động Retropec. Bộ truyền động Retropec đang được trang bị cho chiếc Twitter này sử dụng 22 tốc độ, tức là tay đè líp điều khiển 11 líp và tay đè đĩa điều khiển bộ đủ đĩa 2 tầng. Và bộ tay đè này rất hay bạn nha, tất cả trong một. Và bóp vào là phanh, lắc sâu vào là lên số và lắc nhẹ là xuống số, rất thuận tiện cho người sử dụng. Gạt đĩa Retropec 2 speed, gạt líp Retropec 11 speed, điều khiển níp thả 11 tầng của hãng Sugex, xích sử dụng xích của hãng KMC và bộ đủ đĩa trục rỗng của hãng Retropec bằng nhôm 2 đĩa. Và ngay bây giờ mời bạn cùng xem shop kiểm tra vận hành bộ chuyển động này rất trơn tru. Vâng, xe chạy rất êm bạn nha, chạy rất êm luôn. Và độ số thì rất đơn giản. Vâng, và số thì rất nhạy luôn. Và tay đè này rất là hay, bạn có thể một lúc lên được 3 lít, lên được 3 lít bạn nha, đẩy sâu tay đè vào. Đó, lên được 3 lít luôn, rất là hay của đấy. Vâng, tay đè số thì rất nhạy, rất ổn định.
lít lổ rất to. Vâng, không phải giới thiệu và bán cho bạn chiếc Twitter Cyclone Pro, đây là chiếc màu cà. Bạn còn câu hỏi nào thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP chúng con có số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Twitter Cyclone Pro shop đang có màu đen đỏ, màu ghi, màu cam, màu vàng và màu xanh đá đây, rất đẹp bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP chúng con vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.